Đường lên đỉnh Olympia, quán quân Nguyễn Việt Thái sốc khi bị chỉ trích bởi cộng đồng mạng. Cuộc thi đường lên đỉnh Olympia tháng 3 quý 2 năm 2021 vừa ghi nhận màn tranh tài của 4 nhà leo núi. Trần Quang Huy đến từ Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn. Nguyễn Việt Thái đến từ Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ Quốc gia, Hà Nội. Tô Hoàng Nhật đến từ Trung học phổ thông số 1 Đức Phổ, Quảng Ngãi. Và Nguyễn Đỗ Duy Quân của Trung học phổ thông chuyên Bến Tre. Chung cuộc, nam sinh đến từ Hà Nội, Nguyễn Việt Thái đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế tháng với số điểm 255. Được biết, trước khi đến với vòng thi tháng, Việt Thái từng gây sốt ở vòng thi tuần khi trổ tài đánh đàn guitar và hát bài Lẽ Mọn Chi bằng tiếng Anh. Cùng với chiến thắng thuyết phục, lối chơi nhanh nhạy quyết đoán, nam sinh Hà Nội còn gây tranh cãi dữ dội với cách ăn mừng trên sân khấu Olympia. Theo đó, mỗi khi đưa ra đáp án đúng, Việt Thái thường có những động tác ăn mừng rất rõ ràng, niềm vui thể hiện rõ trên gương mặt. Ngoài ra, cậu bạn còn tự nhận mình xuất sắc trong phần thi tháng vừa rồi khi mang chiến thắng về cho chính mình. Ngay lập tức, những cử chỉ và hành động này của Việt Thái đã nhận về không ít những bình luận tiêu cực. Trong đó, người ta ném đá nam sinh Hà Nội tự tin thái quá, không biết kiềm chế cảm xúc và có phần thiếu tôn trọng đối thủ. Một ý kiến gay gắt nhận xét rằng, nhìn những hình ảnh của Việt Thái khi trả lời đúng thật là ngạo mạn, tăng động, ra vẻ ta đây. Tuy nhiên, không ít người đứng ra bênh vực Việt Thái bởi lẽ tâm lý phấn khích khi giành chiến thắng khiến nam sinh này có lúc không kiểm soát được bản thân ở thời điểm đó. Do đó đã gây ra những tranh cãi không đáng có. Một khán giả khác bình luận khách quan về thái độ của Việt Thái trong trận đấu vừa qua như sau. Phải nói thật, xem vài khoảnh khắc bùng nổ của Việt Thái, tôi thấy đâu đó mình ở 3 năm về trước. Sự bùng nổ, sự phấn khích khi em đạt điểm tuyệt đối ở phần tăng tốc, giây cuối cùng khi biết mình đã chắc chắn trở thành người chiến thắng. Mọi thứ đều rất tự nhiên, nên tất nhiên có cả những giây không kiểm soát lắm. Đó là sự giải tỏa run sợ, không ai lên hình mà không run, không còn run vì lạ lẫm thì lại run vì tính chất quan trọng của cuộc chơi. Giải tỏa áp lực ở bản thân khi đạt được thành quả, tất nhiên là vì là trò chơi truyền hình nên cần có cả hình ảnh, mà hình ảnh thì khó có thể vừa lòng tất cả. Nhưng suy cho cùng, ở nơi mình ao ước và tâm huyết với nó, còn được ở lại bao lâu thì mình cháy hết với nó bấy nhiêu, mình là người hưởng lợi sau cùng ở nó. Chân cứng đá mềm để tiến tới những mục tiêu tiếp theo ở tương lai nhé. Nam sinh Hà Nội khá sốc trước phản ứng của cộng đồng mạng. Anh bất ngờ khi một hành động vô tư của mình trong mắt người khác lại có nhiều tầng ý nghĩa như thế. Nên Việt Thái cho rằng học sinh có quyền được thể hiện bản thân một cách tự do, miễn sao không quá đà, ở đường lên đỉnh Olympia hay bất cứ cuộc chơi nào cũng vậy. Mình không phủ nhận có một số động tác ăn mừng của mình được mượn bài từ quán quân Thu Hằng, nhưng không có nghĩa là mình đang tự so sánh bản thân với chị ấy. Thực ra, trước khi đến với Olympia, mình và chị Hằng đã quen nhau. Chị ấy có nhắn tin cho mình, khuyên mình nên gạt qua điều tiếng của dư luận và cứ là chính em. Việt Thái chia sẻ, cách ăn mừng của Việt Thái được truyền cảm hứng từ Austin Roger, người đã dành gần nửa triệu đô trên trò chơi đố vui Jeopardy của Mỹ. Anh chàng này thường làm những động tác chơi đùa bằng hai bàn tay mình, đôi khi chơi đùa với đồ họa xuất hiện trên màn hình, và chính Việt Thái cũng đã bắt chước theo động tác đó trong trận thi tuần. Sự việc của Việt Thái khiến người ta nhớ lại câu chuyện của quán quân đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 Thu Hằng. Cô gái cũng từng gây xôn xao bởi cách ăn mừng khi giành ngôi vị cao nhất của sân chơi trí tuệ này ở năm trước đó. Thời điểm đó, nhiều người cho rằng cách ăn mừng của Thu Hằng kém duyên, vui trên nỗi buồn của các thí sinh khác. Cụ thể, khi thí sinh cuối cùng đang trong phần thi về đích, Thu Hằng chỉ tay lên trời và cười hớn hở ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều những ý kiến đứng về phía cô nàng bởi số này nhận xét rằng, đứng trước một giải thưởng lớn mà hàng triệu học sinh đều mong ước có được thì việc Thu Hằng thể hiện cảm xúc tự nhiên, bản năng, sự máu lửa của mình cũng là điều dễ hiểu. Như lời MC Diệp Chi từng nói, tất cả đều là bộc phát, bản năng là hồn nhiên, vô tư hết, 17 tuổi thôi mà, hơn sumo nhà mình có 7 tuổi. Thấy vui thì cứ vui thôi, nào kịp nghĩ gì, mà đáng vui quá đi chứ, vô địch chung kết năm cơ mà. Nếu bạn không xem Olympia thì không bàn, nhưng xem thường xuyên, bạn sẽ hiểu cái chức vô địch này thực sự rất khủng đấy. Chưa kể đến việc Thu Hằng là cô gái khá trẻ, mới chỉ 17 tuổi, do đó, việc biết tiết chế cảm xúc của bản thân ra bên ngoài cũng có hạn chế hơn so với các nam sinh.